Xin chào các bạn, mình là Tịch Nhan từ Phoenix Radio và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cuốn sách Hôm nay tôi thất tình của tác giả Hạ Vũ. Hôm nay tôi thất tình, thật sự rất buồn, giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn che phủ cả bầu trời trên cao, lại như có thêm một lực ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo chỉ trệ cả tinh thần. Thật sự rất muốn khóc. Nghĩ đến việc người ta rời đi, nghĩ đến việc mình bị bỏ lại một mình, thật sự rất muốn khóc. Ngồi một hồi khóc thật luôn, vậy mới nhẹ bớt nỗi lòng. Chẳng ở nổi trong nhà, phải chạy ra ngoài. Người không, mình không, chẳng cầu kỳ quần áo, mũ nón, chỉ muốn được ra ngoài, gọi một người cùng đi, hoặc thêm một người nữa, nhưng không nhiều. Đi ăn gì đó, uống chút gì đó, chuyện trò, nói cười, nói một hồi cũng chẳng tránh được việc nói về người ấy. Nhưng chỉ là nói bâng quơ, đại khái, chẳng cho ai thấy rõ lòng đang rất buồn, thật sự rất buồn. Tàn tiệc, về, có chút say, nhưng không cho ai kiểm giữ, không cho ai cùng về. Người ấy đi rồi, rất nhiều chuyện ở phía trước, phải một mình đối diện. Giờ một mình trước cho quen. Cũng không phải thất tình lần đầu, cũng không phải lần đầu tiên bất lực buông tay để một người ra đi. Đầu tiên là phải đối diện màn đêm tĩnh lặng. Thời gian và không gian thường khiến những nỗi nhớ thương cuộn về nhiều nhất. Cứ nằm đó, khuya rất khuya so với ngày còn người. Làm đủ việc, xem đủ thứ vớ vẩn, đến khi trễ lắm rồi, mệt lắm rồi mới chịu nhắm mắt ngủ yên. Bản thân biết, từ nay sẽ còn rất nhiều đêm như vậy nữa. Tiếp theo là phải đối diện với những ngày giông bão, khó khăn, đối diện và tiếp tục cái cuộc sống vẫn không ngừng trôi chảy. Nhiều lúc bận quá, nhiều lúc chẳng còn nhớ về. Nhưng khi tất cả đã xong, một mình ngồi lại, rã rời, nỗi nhớ mong và khao khát được ở bên như dâng lên đến cực đại. Giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Đối diện với giông bão một mình, không có người, mới là giông bão lớn, bão tố lòng. Và cuối cùng là phải đối diện với những lần gặp gỡ mới, đắn đo chẳng biết có nên bước tiếp hay không. Dù có bước rồi, cũng chẳng dám lún sâu như ngày trước nữa. Suy nghĩ thay đổi nhiều, tấm lòng chân tình cũng khép lại nhiều. Nhiệt huyết, nỗ lực, hy sinh cũng chẳng còn được như câu chuyện vừa trải qua. Hôm nay tôi thất tình rồi. Đến tuổi này rồi, biết rằng tình yêu chẳng là tất cả, chẳng là duy nhất, tối quan trọng nữa. Nhưng một ngày thất tình vẫn là một ngày rất đáng nhớ, vẫn là một ngày ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau. Làm sao anh quên được em nói đi. Ngày tháng sau này anh phải cố quên được em. Ngày tháng sau này anh phải cố không nhớ em. Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ. Thật ra anh sẽ không quên được em. Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ. Thật ra anh sẽ không quên được.